Ok, xong rồi. Màu Tớ đâu lại từ đầu vẫn rồi, thế bây thôi giờ để mà. thử em nào. Đây, bây giờ không đánh nhau nữa rồi, không đánh nhau nữa rồi, không đánh nhau nữa rồi. Nhầm này. Ơi. Không đánh nhau nữa, không đánh nhau nữa rồi, ngon rồi. Đỡ khổ. Đi làm nhiệm vụ đi. Mình đéo biết mình đứng đâu. Cửa đâu? Cửa ơi. Ông đâu, ông Chẳng đâu? đã im. Nè vào vào trong nhà này có nhiệm vụ. Đâu ông đang đứng đâu ấy? Ông đang đâu? Nhà nào? Toàn đi trước ạ. Nhà bên trong nhà chính nhỉ? Bên trong nhà chính có cái cửa ở trong ấy. Nhà mình nhỉ? N2O Nhà chính cái nhà nếu nào tôi chẳng biết. là 8 Nhà lục hồi sinh 1,6 ấy. chia 2,4 Tôi nhớ biết ở đâu nhân 8 bằng cả. 0,7. Ông ra Đấy, đường ông đoán cho đi tôi vào. đi. Thế ông kiếm được ban đấy chưa? À ông chưa xong nhiệm vụ thì ông sao mà lên được cấp? Tôi đi ông có bằng đấy. Đéo tìm Mơ được. Thì tôi với ông đập chết mẹ ơi, tìm được. đâu đi đi đây đi đây Đi. tìm ăn đến nào Ê, ông nào vô gặp trò rồi. đéo đây Ông Phong bị sao đấy? Nói Mai nhập vào. tí, nói tê. Đấy, bây giờ đập Đéo nhau được lấy rồi, cái thằng đéo đấy. đi được đi. Thôi ông Phong ơi. Không đào nữa Ôi. rồi. Nghe buồn nhớ vô mi à. Gì đấy? Đó, đào đâu rồi? Mấy ông đâu rồi? Tôi đứng đứng giữa đường này. Đây. Mà tôi phải đi tìm cái băng đét đã. Nhiệm vụ tính sau. Ừ thì đấy ba người đi tìm cho ông. Đi ba Khổ người đi đi cho còn mỗi đi mình cái tìm cho nhà. toàn cái đéo gì ạ. Đây vào thử đây xem nào. Đây là Anh đâu? em ơi. Đâu? Đang đứng Anh giữa em đường ơi. này chả thấy ông đâu cả. Cả chả thấy ông Hiệp đâu luôn. Đây đây. Đâu? Tôi với ông Hiệp đứng cạnh nhau đây. Nhìn thấy Đâu? tên nhau rồi này. Đâu tôi không nhìn thấy, ông ở chỗ nào đứng giữa đường này? Ông ở đâu? Sao lúc nào cũng thế nhỉ? Đây đây Quay rồi, lại thấy không thấy nhận rồi, mình thấy thế rồi, nào. thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Khổ. Khổ ở game phải tìm Khổ thật nhau đấy. là cả một vấn đề. Khổ quá luôn này. Rất là mệt. Mệt cái gì? Trời ơi, mệt quá trời Đi ơi. vào đây, đi vào đây. Mệt, Tạm thời đi ăn mệt, bầu. mệt, 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 Ui đi vậy. Ui. mệt, 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 Đi mệt, mệt, vào đang nhìn mệt, thấy mệt, tỳ mệt, quái này. mệt, mệt, bum 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 Ông bum ra sao lại đập trước? bum Đi. bum 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 Đi, bum thằng nào đập tôi? Làm gì ai đập ông điên à? Chết đi. Con dắt là nhau Chết đi rồi. đi. Ông ra. Đi bè chết mẹ rồi trai. Ông ra. Đằng sau ông có con quái này, ông còn ai đập ông nữa. Ai đập ông? Đằng sau ông có con quái trùng rồi. Không phải con đấy. Còn đấy đấy. Thấy bắn hết chưa? Lại đam mê nó siêu linh. Đây tôi được cái bắn hết nữa này. Phải cất à. Cho tôi Ui xem nào. thì có cho ông nhỉ, để tôi nhặt tôi tra đèo cho ông. Offer item này. Tôi thử Ông đâu? chắc cho Ông là con nào? Đây, đây để tôi ấn cho. Offer item. đấy À, ông offer rồi đi. Ông cho tôi thì mới được chứ. bán đế à Tôi... đấy À... của ông đấy. À giá 45 đồng nhá, tiền đâu? 45 đồng cái kẹp có tiền đéo đâu. Ông có bao Tiền nhiêu đập tiền, rơi hết tiền. bao nhiêu tiền nôn hết ra đây tôi mới cho họ. Làm đéo có tiền. Không có đồng Nhanh nào lên khổ. đây, Đi tắt không mẹ đồng đen nhá. thôi. Mất đèn lần lúc nào. Chắc là F hay T đấy, F Chưa, chăng? thằng đạo nó động ở cái nào. Đi đi ăn Alo. thôi. Alo. Đấy tôi đưa ông rồi đấy. Alo. Alo cái gì? Không ngáo à? Thấy nhau không? À, tôi đưa rồi bà. Ông đưa ai bị à rồi? À, đưa rõ ràng đưa ông. À, nó đứng yên đây xem nào. Ấn Tạc tab lên. xe. Quay tìm. Đây, Rồi. yêu tình ngóng này. Thế chưa? Tôi đi thôi. Rồi, rồi, Về giải nhiệm vụ đi. Con quái này. rồi. Nhịp ạ. Mày nhọn này. Mày nhọn này. Mày nhọn này. Khổ vãi nắng cái ban đấy là mình phải để mình ăn để mình lên làm máu.
hóa ra cuối cùng mày đưa trong đạo chán mãi. Thôi đi đi về dẹp à, không dẹp đít men rồi à, đi. Hello. Dâu cái gì? Isn't me you looking for? Đi về giải nhiệm vụ thôi. Đào. Đang ra, đang ra. Mẹ, game nào ngu vậy làng. Chả thấy game nào ngu cái gì hả? Ông bị sao? Ông ngáo, tôi chỉ thấy ông ngáo thôi. Chả thấy game nào ngu gì nào. Đâu nhỉ? Nhà đéo đâu? Đéo nhảy được. Mẹ, game đéo nhảy đây, được. Đây. Không soi. Cơ chế nó. Game không nhảy chuyện nó bình thường. À về giải nhiệm vụ ấy. Game làm mới nhảy được chứ. Con này yêu cầu gì nhỉ? Forever dream. Mission. Ôi ôi, ăn cái bim nó cay. Nó sặc cả. Ai vào kia? Ờ, à, hiệp. Ngọc hiệp. Bảo vào đi cô em. Hai cái gì? Đi. Ok, đi đâu? Bên này ra đi đâu? Ra cửa. Ra làm nhiệm vụ gì đó? Đi ra cửa về làm nhiệm vụ đi tìm con Lily. Đâu, ông đâu? Chả thấy ông đâu cả. Tôi ở đường này. À đây, cái đường gì? Nhà đường này. Ờ, à, ngỗng đâu rồi? Ngỗng xong vào đi cốt nhỉ? Ai à, đi. Mày không đâu? Đây. Ngỗng đâu nhỉ? Ở trong này chắc có súng đạn này. Đi vào đây anh em ơi. Và đi tìm đi. Súng đạn thử xem có cái gì không? Sở cảnh sát này. Ở đâu? Đây là chỗ ấy mà ông ơi, ông đây phòng hồi sinh ông ơi. Hay là đi tiếp vào đằng này em ạ. À đây bên này. Bên cửa bên đâu nhỉ? Bên này. Cửa này. Đây. Giờ đây. À đây hỏi mấy xem mấy thằng này có nhiệm vụ gì không? Đây có nhiệm vụ. Đây vào trong này nhiệm vụ trong này. Mấy thằng này mà. Đây con này. Thằng này. Cùng hết quán bim. Đây. Đi đến Copper Town. Anna này. Đâu? À, đi đến Copper Town mình chưa có đâu. Mình chưa làm nhiệm vụ ấy đâu. Không tắt phốc rồi. Copper Town mình chưa đến đâu. Chưa đủ cấp. Chưa đủ cấp đến đâu, mình phải làm nhiệm vụ khác thôi, mình phải lên cấp á. Thử ra mấy thằng này không có nhiệm vụ nào không? Ủa đang ngồi nhìn đi này. Nhận đi. Ờ tôi nhận tôi rồi. Tôi vẫn nhận được đây này. Ai bây giờ nó lại bắt cả. Tôi nhận được đây. Tôi vẫn có nhận mà, tôi nhận rồi. Đây có thằng này nó bắt làm nhiệm vụ cái gì The Queen. Đi đến The Queen. The Queen Arm. Đâu? Thằng nào thằng cũng là Copper Town. Toàn bắt đến Copper Town thôi. Travel to Queen Arm. Copper Town clear the building. Nhận hết đi. Ờ tôi nhận rồi. Hết đi rồi mình đi. Ông Hiệp nhận chưa? Đi. Anh em mình đi. Ông Hiệp cũng có đồ gì nhỉ? Ngỗng không thấy vào Discord. Không, what the fuck, ông Hiệp đít rồi. Đít man hiểu linh rồi. Ông Hiệp lại đít man hiểu linh rồi. Xem mấy thằng này có nhiệm vụ gì không? À thằng này cũng không còn hào ạ. Toàn nhiệm vụ bắt đến Copper Town thôi. Em không có ai nó bắt. Screen này. Yeah. À. Ôi lại đến cái Upbrook. Rồi toàn nhiệm vụ bắt đi chỗ khác thôi, không có nhiệm vụ nào chỗ này à? What can I do for you?
Cái gì cái gì đây? Đây cái gì? À đây là hòm đồ ạ. Đây là hòm đồ. Đi cấp của tao đây. Đi kiểu gì? Mình đã đủ cấp đâu. Mà phải có xăng mới xem mới đi được. Không có xăng không đi được. Có này, đây là cái phòng khác này. Ủa, có xăng rồi mà. Phòng này xem bọn này có nhiệm vụ gì không? Cứ nhận hết đi. Không cần biết. Travel to Sunny. Để đàn bầu em. Travel to 88 này. Ok. Travel to số 88 đe bao. À đây, cái này là ở có chỗ mình này. Số 88 đe bao rồi. Số 88 đen bao, số 88 này. À chỗ mình ấy. Đây. Đề 88 đi. À, mà 88 nhỉ? Làm cái gì? Số nhà 88. 88 để em đọc lại xem. Trên số nhà 88 này. Tìm cái nhẫn. Tìm cái nhẫn bị mất. Nhẫn hoặc là vòng gì đấy. Ring có hai nghĩa là một là nhẫn, hai là vòng. Đây. 88 ngay trước mặt. Ông Hiệp ông thấy vào Discord rồi mà ông ấy không nói gì. À, không vào phòng chat. Nhưng mà ngốc không nhỉ? Không thấy ở trên bản đồ. Làm gì thấy ở trên bản đồ không? Ơ nhưng mà đi cửa nào đây? Về ông đâu hết rồi? Cửa nào chả được. Thông với nhau hết mà nhà đôi mà. Cửa ra, tôi thấy cửa ra rồi. Đây là 90. 92. Tìm số 88 cơ. Đấy 88 đây bao ở bên đây này, Aventura này, đây chỗ tôi này, đây. Giết mấy con zombie, đây số 88 này. À, nhưng mà ra giết mấy con zombie này lấy kinh nghiệm đi. Giết bọn chắc được kinh nghiệm. Đây là Sunny Day. Đấy, trong cái văn phòng này này. 88 đây này. Số 88 này. Hiện đâu mà. Sunny Day ở bên kia kìa. Đây này, số 88 đây này. Sang vào cái số 88 trước đi. Có cả một cái nhiệm vụ ở chỗ Saladiner rồi. Mày nhòn này. Ôi hết máu rồi. Tôi vào phòng rồi nha. Vào đây Hiệp ơi. À đây, Ngỗng này. Ngỗng ơi. Đây đi theo tôi. Hết máu rồi. Ngỗng ơi, con gái này. Vào đi cốt đi, Ngỗng ơi. Đây là Ngỗng á, trông chọn đứa con gái trong. Bà đi tìm cái nhẫn. Thấy chưa? Tìm cái xăng này. Tắp lét. Tôi tìm thấy quần đùi này. Tôi tìm cái tắp lét ạ. 20 đạn gì đây? Nhớ được đạn sao căng sao ấy. Tôi nhận được rượu whisky. Đạn 20 đạn gì ta? Lên đây đi, lên đây. Lên tầng á. Lên đây. Ở đây có bao nhiêu phòng chưa mở này? Dưới có bao nhiêu phòng chưa đi này? Con béo. Thì thẻ cái này nó cứ bị kiểu ấy mà người nhau nhé. Đấy. Ủa vai. Vai là cái gì ta? Thì có. Cái nhạc thôi. Lên tầng tiếp. Soda mấy cái này. Tầng mấy cái này để làm gì biết. Ông mấy ông đâu rồi? Trên tầng 2. Tầng 3. Mấy cái tầng này có nhiều nhà, nhiều phòng lắm, mấy ông vào phòng mấy người đang lên tầng. Cút là. Ồ, nhà thì phải nghe tiếng rung đều muốn vào. Được bạn 5.56 này. Mấy cái ạ? Mày đéo súng thì mấy ông phải vào phòng, mấy ông lút đi, Hiệp em đừng lên tầng nữa. Vào phòng lút đi, vào phòng bao nhiêu đồ này. Vừa nhặt được bạn
5.56 nhưng mà éo súng. À tôi nhặt được ring rồi. Ờ ngon. Ờ sao ông đấy. Chết rồi ông đạo hả ông ấy chết rồi kìa. Ờ nhưng ra mà đây, ông... ra đây anh em ơi, ring ở đây, ring ở đây, ring ở đây. Tầng dưới, tầng dưới. Đâu đâu đâu. Tường một trăm nhặt được chắc, chắc tôi đã nhặt được. Đâu? Ô đi. Đây, ô, tầng béo dưới. À. Tầng mấy? Tầng 1. Đây, nhà cửa trắng khởi. Đi nhìn vào gương đều thấy bóng á. Game nằm không quái. Đâu ở đâu? Cửa trắng này cái gì? Mày nhòn này. Nhắc rồi ai? Xong rồi. Ở đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đâu? Nhặt đi, nhặt đi. Đây đó. À đeo thế nhiều rồi. Có cái gì không? Ok. À, đằng nào cũng phải rút tốt cái phòng này đi, rút hết cái phòng này đi. Rút hết mấy cái phòng đi. Rút hết phòng các phòng xung quanh đi. Cái này tôi nhận được một lúc ấy tôi nhận một cái chìa khóa sắt nhá. Ông nào mà vào cái phòng nào mà có cần chìa khóa sắt thì bảo tôi. Tôi nhận được cái chìa khóa này. Chìa khóa gì? Nó có nhiều loại chìa khóa đấy. Ôi, sao đánh tôi gần chết tôi. Trắng máu rồi, trắng màn hình rồi. Ai chả trắng. À tôi nhặt được cái chìa khóa. À tôi nhặt được cái chìa khóa của phòng đối diện này, phòng này rồi. Đi sang phòng đối diện đi. Anh em ơi. Để xem phòng này có gì không. Để ông đâu hết rồi. Để cái tủ của tôi chưa mở, tủ tôi chưa mở. Đây tôi đây. Tôi sang phòng đối diện đây. Mở cửa đấy nha. Không biết ăn mấy cái đồ ăn này nó có lên máu nhỉ? Này ăn lên tôi thấy nó lên calo không lên máu mà sao? Có lên máu không? Đâu hết rồi. Đang ở tầng mấy? Tầng 1. Cái phòng đối diện này. Đây tôi thấy rồi. Cái phòng bị khóa ấy. Đây 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 hiệp ơi. Đâu? Đây. Đây. Khóa này. Rồi, ông đi vào phòng phòng đối diện đấy, ông đi vào phòng đối diện đấy. Tìm chìa khóa. Là thế chìa khóa đấy. Con béo này. Tôi nhặt được cái Super Roy Chosi này. Con béo dưới chân này. Ôn anh chết tôi thôi. Bảo nó rồi, phòng này có 2 con zombie ạ. Giết nó. Ai bảo không chịu đi con tim. Chú Si là cái đó gì nhỉ? Ô, tôi nhặt được một cái Superior Seat áo à? Tôi mặc cái áo, tôi nhặt được một cái áo. Chết rồi. Superior Chú Si là cái đó nhỉ? Tôi nhặt được cái áo thì bây giờ mặc lên kiểu gì nhỉ? À, equip. Ơ, đi phía còn 2 đạn này. Ờ, còn 2 đạn này. Tôi thấy không khác gì không? Sao tôi nhìn trắng đen nên tôi cũng chả thấy, tôi cũng biết tôi khác gì không. Tôi chứ tôi mặc thêm cái áo mới ấy. Cái gì? 2 đạn đi, tôi còn 7 viên đạn. Đam Chô Si Equip. Dạ đâu rồi? Hiệp ơi. Đây. Trừ 1% tốc độ di chuyển. À ông nhặt cái đấy à? Tôi cũng nhặt được mà. Ông 10 inventory. Áo kia ngon hơn, áo mình áo mới ngon hơn, áo mới ngon hơn. À cái game này tôi nhớ là còn nó còn có cả ô tô có 100 mấy chục đô này. Đâu tôi mới biết đấy. Ờ nhặt vào chìa khóa này. Ờ nhặt chìa khóa xong sang vào bên này đi. Khát nước à? Khát nước anh em ạ. Phải ở đây có à đúng rồi. Có cái chỉ số này, calo này mình phải uống nước, mình phải ăn cơ chứ không phải game này đâu. Phải cái có... game này. Không phải chỉ có mỗi lần ấy đâu. Muốn đời quá.
Tôi là một tôi còn 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 có 1000 ml nước này, với cả còn có 400 calo này, bây giờ tôi phải ăn để lấy calo. Tôi phải uống sữa. Lên tầm đi, lên tầm đi. Ok. À thì ra thế ạ. Ăn cái chocola này để lấy calo cái. 2000 rồi, ngon rồi, lại khỏe như Vâm rồi. Hóa ra game này nó còn phải có cả cơ chế đồ ăn ạ. Làm sao để mặc cái áo à ta? Ông ấn tab lên, ông kéo ở bên cái phên inventory này. Ông ấn equip á. Ông ấn vào, ông ấn equip vào được. Phòng ấy tôi chưa vào, phòng tôi chưa vào. À hình như là áo khác. Khác thật. Tôi không thấy khác gì. 2, 4 là cái đéo gì nhỉ? Đi, 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 đi. Tối qua anh ơi, tối qua. Ở đâu rồi? Lên tầng 2 rồi à? Còn con nào không? Em này nhìn mông mẩy đấy. Ui tên béo ạ. Thôi tiết kiệm đạn này. Vào mấy cái phòng rồi. Vào hết các phòng đi, vào hết các phòng đi. Lút đồ, lút đồ. Lút đồ với cả giết zombie mà lấy kinh nghiệm. Ô tôi nhập xăng rồi, ngon. Tôi nhập xăng. Ít rong cây rồi. Tôi nhập một galon xăng rồi. Có vẻ đi sang thành phố khác nhặt, rồi. Nhặt cái chìa khóa gì vậy? Ờ, ông cứ nhặt đi, nhặt có chìa khóa cứ nhặt đi xem mà. Bao nhặt được nhiên liệu rồi. Có cái phòng nào thì mở. Ui đi. À đây rồi, ngỗng rồi, ngỗng rồi. Vào đây lấy đồ khủng này, nhanh lên, nhanh lên. Đi ngỗng ơi, đi theo ngỗng ơi, ngỗng ơi. Đi theo tôi, đi theo tôi. Đi. Theo. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, cái phòng này, cái phòng này. Lên tầng ngỗng ơi, lên tầng ngỗng ơi. Ông gõ không vào đi cốt khó nói chuyện quá. Đâu? Đâu? Ông gõ đâu rồi? Ông gõ ở dưới nhà kìa, ông chưa lên kìa. Đây vào đây, vào trong này. Ui, có con zombie mẹ béo. Gõ đâu rồi? Vào trong đấy có đồ đấy. Đồ cắt đồ của sao lại để lại con zombie béo này? Chết nó. Chết nó. Đập đập cái nhà nó. Con này nhìn con này đúng là gu hiểm rồi. Tiền béo. Tôi nhặt cái antibiotic à cộng 10 máu ngon. Hồi làm gì đi có xe vào Asia. Cắn chân bố mẹ. Cắn chân bố mẹ. À cái này cũng hồi lại 10 máu ngon. Tôi nhận được máu rồi. Ngon phết đấy. Có khi ăn luôn thôi. Ai vào phòng kia nhặt chìa khóa vào phòng này đi. Phòng ở giữa này. Rồi tôi hết bị ấy rồi. Tôi hết bị trắng màn hình rồi. Nhặt cái chìa khóa ai đang để vào phòng ở giữa đi. Đâu ông đâu rồi, các ông đâu rồi. Ông đạo vào phòng ở giữa rồi. Ông đạo đâu. Chết rồi. Bên như phòng trắng ấy. Phòng ROK á. À? Đói quá chết. Phải cứt ta. Đâu? Sao tôi sang đây có một mình tôi này? What the hell? Nào ơi bên này mà. Cái phòng mà cần phải có iron cây ấy, iron chìa khóa sắt này. Ôi giời ơi, nó đang quay tôi ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Đạo ơi, ông đang ở đâu? Bên phòng. Bên nào? Tầng mấy? Tầng mấy? Tôi ở tầng 2 cơ mà. Tầng 2. Tầng 2, à phòng cửa trắng này. Tầng 2 chưa? À phòng này tôi lấy rồi, phòng này lấy được cái chìa khóa sắt ấy. Đồ khóa sắt xong rồi đi thăm phòng kia. Rồi đi về mới nhặt được cái bách chút bộ. Được rồi. Mà đâu rồi. Gì đấy? Ừ. Đi đấy. Không đạo đấy. Thấy sao? Thấy sao? Đấy, mũ đèo rồi. Đâu? What the fuck mũ đâu? Oh, what the fuck? Kiếm đâu ôi mũ đấy? Nhìn cung mẹ. Bây giờ sang phòng này đi. Ông hiếp đâu rồi? Ôi dồi ôi, sao không biết ổn thế? Hiếp đâu rồi? Hiếp chết mẹ rồi.
Chạy lại đi, chạy lại phòng 88 đi. Phòng này anh em ơi. Hiệp ơi, chạy lại được chưa? Đi vào đi. Đợi em Hiệp chắc đến mai mất. Chết chết con zombie à? Ô con này thúc à? Ô con này thúc à? Ôi 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 ôi. Không ổn rồi, con này con này. Con này bắn thôi. Đi ngay, đi ngay. Ủa hết đạn à? Đi vào giúp em đi. Ô, tôi dụ qua này, ông đập thoải mái đi. Ủa tôi rồi. Cho đi rồi. Chết rồi, tôi chết rồi. Cướp ta. Chết rồi. Con này khỏe quá. Con này thúc rồi. Khỏe vãi cướp ta.